Em xin phép chào cô chú và anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái YouTube gốm sứ Nhật Xuân Lãnh anh chị. Và những sản phẩm em lên, anh chị thích món nào anh chị chụp gửi về gốm Nhật Xuân Lãnh 0913330469 nha anh chị. Và những anh chị mà không có xài Zalo anh chị trực tiếp nhắn tin hoặc là điện thoại cũng qua cái số 0913330469 nha anh chị. Và em sẽ báo mã số sản phẩm cho anh chị. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều đã ủng hộ cái kênh YouTube này. Và bây giờ là anh chị, em sẽ lên một cái dĩa này chị. Dĩa này em báo chị là một cái tích. Dĩa này là một cái dĩa xe lo phú quý nha anh chị. Xe lo phú quý nha. Trong này dĩa này nó có là hoa mẫu đơn nha chị. Hoa mẫu đơn, hoa mẫu đơn. Và cái này là anh chị có hoa đào nha anh chị. Cái này là có hoa đào. Viền này là viền xoắn viền như thế này nha anh chị. Và em báo chị cái dĩa này anh chị. Dĩa này nó có một cái phần ố anh chị. Nói chung là cái phần đen về cái này nè, phần đen nha anh chị. Dĩa này đường kính là 32 nha anh chị. Và cao của dĩa này là 4 nha anh chị. Cao của dĩa này là 4 nha. Anh chị, cái này em bán cho anh chị với giá là 300k cái dĩa này. 300k nha chị. Anh chị chốt cho em mã L44 nha anh chị. 300k L44. L44 nha anh chị. 300k. Những như cái này chị, nó có một cái phần rạng nha chị, nó một phần rạng phía sau như thế này nha anh chị. Và anh chị ở phía trước thì anh chị nhìn chút có xíu chỗ này thôi, chứ chỗ còn này là nhìn không thấy nha anh chị. L44 300k. Đường kính là 32 nha chị. L44 300k, đường kính là 32. Rồi em lên một cái này anh chị, một cái bình nha. Một cái bình này là một cái bình hoa trà nha chị, hoa trà nha. Bình này là mới chưa qua sử dụng nha chị. Mới chưa qua sử dụng. Này là bên này là xanh, bên này là tím nha chị. Đấy. À, thứ nhất là cái này là có truyện nha chị, cái này nó có truyện. Và cái này lọc tổ ong nha chị, lọc tổ ong. Rồi cái bình này em bán cho anh chị với giá là 300k cái bình hoa trà này. 300k, anh chị chốt cho em mã L45. L45 nha chị, 300k L45. Rồi em sẽ lên một cái này anh chị. Dĩa này là một cái dĩa sơn thủy nha anh chị. Đường kính dĩa này là 39 chấm. 39.8 nha anh chị. Đó là 39.8 nha anh chị. 39.8 là gần 40 đó anh chị. Cao của này là 6. Cái dĩa này là một cái dĩa sơn thủy nha anh chị. Vẽ này chị vừa có truyện mà này là vừa có truyện và vừa có một cái này anh chị đó, có gờ như thế này nha. Rồi cái này có kệ gỗ nha anh chị. Và cái dĩa này là anh chị, cốt này là cốt rất là nặng luôn nha anh chị. Cốt dĩa này là cốt dĩa rất là nặng. Rồi cái dĩa nha chị, em kèm theo cái kệ gỗ luôn nha chị. Cái này kèm theo cái kệ gỗ như thế này. Đấy. Kèm theo kệ gỗ luôn nha chị. Cái này em bán cho anh chị với giá là rồi cái này em bán cho anh chị giá là 1.700.000 cái này. 1.700.000. Anh chị cái này có kệ gỗ nha anh chị. Còn đi cái kia không kệ gỗ nha. Cái này 1.700.000 anh chị chốt cho em mã L46 nha chị. 1.700.000 L46.
cái dĩa này xuất sắc đẹp, rất là đẹp nha anh chị. L46 có kệ rổ. Nếu mà nó không có gì nữa. Cái dĩa này là một cái dĩa nó ba bưng ý. Cái này là một cái dĩa mộc nha chị. Cái này là một cái dĩa mộc họa tiết nổi nha chị, họa tiết nổi. Và những cái phối này là vẽ vàng nha chị, phối vẽ vàng tấm nha nó. Phối vẽ vàng nha chị. Con này là con gì đó? Đại bàng. Đại bàng. Con này là con đại bàng nha chị, con đại bàng. Cái dĩa này lung linh luôn. Cái này là cốt mộc nha chị, cốt mộc á. Cái này là phối nha chị, cái này là phối như thế này nha chị. Truyện ký đầy đủ, truyện này truyện đỏ, những cái dĩa này chị rất là VIP nha. Những cái dĩa này rất là đỉnh cao luôn mà tiếc một cái chị. Anh chị tiếc một cái là nó bị dâm xíu chỗ này. Đó anh chị. Nó bị dâm một xíu chỗ này nha chị đấy. Cái dĩa này phối vẽ cảnh rất là hoàn hảo và cái này có con đại bàng rất là sống động, vẽ họa tiết vàng như thế này. Mà rất tiếc nha anh chị. Cái này là khâu vận chuyển nè. Cái khâu vận chuyển anh chị nó bị như thế này nha. Cái này là có G luôn. Đẹp quá, xuất sắc cái dĩa này luôn. Cốt là dày nặng nha anh chị, cốt rất là nặng. Anh chị mấy cái này là dĩa này chỉ có 102 luôn. Cái dĩa này là đường kính này là 37.5. Và cao cái dĩa này là 3.5 nha chị ơi, xin lỗi 5.5. Dĩa này đường kính là 37.5 nha chị, cao của dĩa này là 5.5. Cái này em kèm kệ gỗ cho anh chị luôn nha anh chị. Rồi cái dĩa này là cá. Em báo chị nó có một vết dâm chỗ này nha chị, nó có một vết dâm chỗ này. Và cái này dĩa này là rất là xuất sắc nha chị. Em bán cho anh chị một cái dĩa này nha chị. Em bán cho anh chị với giá là 1.600.000 cái dĩa này. Đúng ra anh chị, đúng ra cái dĩa này thì nếu không có tì vết như thế này thì cái dĩa nằm giá cũng là gần 3 triệu nha chị. Mà cái này nó bị một xíu chỗ này. Em bán cho anh chị với giá là 1.600.000 cái dĩa này. Anh chị chốt cho em mã L47 anh chị. Những anh chị nếu mà anh chị mà anh chị mà ví dụ những cái này nè, anh chị mà ví dụ có hoa tây thì anh chị sẽ dìa, anh chị sẽ làm một xíu chỗ này nè, hoàn hảo cái dĩa nha anh chị. Nhưng mà bên em thì như hình thức là ví dụ có sao thì em sẽ bán dạy như tao vậy, anh bán chị nha. Cái này là 1.600.000 anh chị chốt em mã L47. Cái dĩa này bán chị chỉ có 102 chứ không có số lượng nha anh chị. Đó, một như thế này mà truyện ký như thế này, phối cảnh vẽ như thế này nha chị, mà vẽ vàng hò. Cái này con đại bàng rất là sống động luôn. 1.600.000 thì còn mãi gì? L47 nha chị, L47. Có kệ gỗ không? Có kệ gỗ. Rồi cái này anh chị, cái này là một bà bàng ở này này. Cái này đường kính này là, cái này là một cái tô pháp nha anh chị. Cái này là một cái tô pháp. Cái này là có truyện ký đầy đủ anh chị, có truyện ký đầy đủ như thế này. Từ từ. Có truyện ký đầy đủ nha anh chị. Và cao, cái này đường kính là 14 và cao của này là 6. 14 cao là 6 thì đừng có bỏ chồng vô cái nào hết nha. Bỏ rồi. Nó này nó mất cái này. Rồi anh chị, cái này là em bán cho anh chị với giá là
60k cái này nha chị, 60k cái pháp này anh chị chốt cho em mã L48, 60k L48. Rồi em lên một cặp này chị. Cái này là dạng như là nó là tô lỗ nha chị. Đường kính này là 13.5. Cao của này là 6 nha chị. Cao của này là 6. Rồi cặp này em cũng bán cho anh chị với giá là 120k cái này. 120k cặp này anh chị chốt em mã L49. 120k chị L49. Toàn bộ phía sau có ký hiệu pháp nha chị, phía sau có ký hiệu pháp hết. L49 nha chị, L49 120k. Rồi em lên một cái tô này, tô lam nha chị, tô này là tô lam nha. Tô này đường kính là 16 anh chị, cao của này là 7.5. 16 nha anh chị, cao của tô này là 7.5. Rồi cái tô này em bán cho anh chị với giá là 70k cái tô này. 70k. Anh chị chốt cho em mã L50 nha chị, 70k L50. Rồi em lên một cặp tô này anh chị, một cái cặp tô này là một cái cặp tô hoa ngũ. Đây là ngũ sắc màu xanh nha anh chị. Ngũ sắc màu xanh. Cái tô này đường kính này là 21 nha anh chị. Và cao của này là 8. 21 cao của này là 8 nha anh chị. Rồi cái cặp này em bán cho anh chị với giá là 21 nha anh chị, cao là 8. 5, cao là 8.5. Cặp này em bán cho anh chị với giá là 550k cặp này. 550k nha chị. Anh chị chốt cho em mã L51. 550k L51. Rồi em lên một cái bộ này anh chị. Bộ này em có là 5. Bộ này em có là dĩa này đường kính là 14 nha anh chị. Em có 4 chiếc nha. Cái này em có 4 chiếc. Và hai cái dĩa này nữa nha anh chị là 6 chiếc nha. Là 6 chiếc. Cái này là có truyện ký đầy đủ anh chị. Đường kính này là 14, còn chiếc nhỏ này đường kính 12, 2 chiếc nhỏ nha anh chị. Rồi cái bộ này em bán cho anh chị là 120k. Tổng thể là 6 chiếc nha anh chị, 120k thế này. Anh chị chốt cho em mã L52. 120k anh chị, L52. L52 nha chị, 120k. Rồi em lên cái này anh chị. Em lên cái bộ này anh chị, bộ này là một cái bộ ly. Một cái bộ ly này là một bộ ly sứ xương nha anh chị. Bộ ly sứ xương anh chị nhìn này, rất là mỏng luôn. Cái ly này anh chị, cái này là chỉ hơn, cái này là ngang cái vỏ trứng vịt nha anh chị. Ngang cái vỏ trứng vịt thôi. Cái này là rất là mỏng luôn nha anh chị. Cái này là dòng sứ xương nha, em báo anh chị là những cái dòng sứ xương là nghĩ là ngang cái vỏ trứng nha anh chị, ngang cái vỏ trứng của vịt. Rồi cái này đường kính là miệng là 8 nha anh chị và cao của này là 5. Miệng là 8, cao là 5. Rồi cái chiếc này em bán, cái bộ này anh chị, bộ này em bán cho anh chị là 5 chiếc này. 130k nha chị, 130k cái hộp này 5 chiếc.
130k. Anh chị chốt cái này em có số lượng là 3-4 hộp gì nha anh chị. Anh chị chốt em mã L53 130k anh chị, L53.